khu biệt thự bỏ quen ở khu vực này là trời ơi, cắt lên biết bao nhiêu tiền mà nói. Điên mình cũng hơi ớn ớn chút. Để em lọc mắt kiến là cho sáng sáng chút xíu cho đi cho nó vàng chút coi. Chứ đi tối tối quá cũng ớn nè mọi người. Ở Dù Sơn nè. Dù Sơn móng tay rồi dài dép của phụ nữ. Đây. Cái này là cái hình như cái quầy hả ta? Nước rửa kiến rồi nữa nè. Lâu rồi không có bóng người ở trong đây. Hình như là chỗ này cơ sở giày dép hay cái gì ta. Có cầu thang đi lên nữa nè. Đó, có lầu đi lên nữa rồi mọi người. Nên đi qua đây không? Người ta để lại những cái vật dụng điện nè, qua cái đồ dơ cháy là người ta để lại. Đây, chỗ thờ bà nữa nè. Trời ơi, ai để dưới đây? Thờ mẹ. Để lên cao. Trong đây hình như là cái công ty hay cái hãng xưởng gì mọi người. Đây con cái nhà nữa nè. Đi lên lầu. Lầu hình như em thấy có tủ bàn ghế chảnh nè, người ta bỏ quen hết nè. Có bộ ghế. Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Trước mặt mình á là Qua Cần Đước nha. Rồi bên phải là phà Mỹ Lợi, nhưng mà cái phà này đã dẹp rồi. Thì mình chạy thẳng là qua bên Cần Đước, Cần Duộc. Phía trước mình là cái trạm thu phí ngay ngã ba đường nè. Bữa nay mình sẽ đi vào vùng nông thôn của đường Hòa Lạc. Đó, mình sẽ chạy đi vào đây mình tham quan nha. Trong đây có nhà nghỉ nè, kim diệu, đồ hủ tiếu, thực phẩm chai, trà sữa đâu. Mình sẽ chạy vào đây. Thì địa chỉ này là ấp Bình Đông nè. Đó, của thị xã Gò Công, xã nông thôn mới nâng cao nha. Bữa nay mình đi vào con vùng nông thôn của ấp Bình Đông này. Thử cái đường này đi tới chỗ nào. Ở trong đây đường xá đẹp quá mọi người. Ở trong đây có quầy thuốc nữa nè. Trời ơi, quầy thuốc mở trong đây có người mua không ta? Đường nông thôn. Bữa nay em đi quay là buổi sáng á. Bữa nay cũng lễ rồi mọi người. Bà con đi về quê ăn lễ rất là nhiều. Ở đây nhà nghỉ ở đây. Còn em thì em thích đi chơi hơn, thích đi ăn lễ mọi người. Thích đi chạy vòng vòng chơi đó. Mùa này thì bà con cũng ít có ăn nhậu lắm. Tại mùa này công an giao thông bắt nồng độ cồn cũng nhiều quá, nên người ta cũng ít có ăn nhậu như lúc trước. Nên về thì gia đình nào cũng tổ chức ăn uống, ăn lẩu, ăn đồ. Thấy nhậu nhẹt đồ cũng giảm đi rất là nhiều.
để em chạy từ từ cho mọi người coi. Bây giờ là chắc cỡ 7 giờ mấy 8 giờ sáng rồi à. Ở đây có thực phẩm nè, chai nè. Ờ, trong đây tiệm rửa xe thay nhớt nữa nè mọi người. Có đầy đủ đồ ha. Đường này không biết ra tới đâu nữa. Cánh đồng ruộng. Ở trong đây bà con ở cũng đông quá ha mọi người. Giờ chạy đây cứ ven theo đường này đi tới đâu. Ở đây có cái trung tâm dưỡng lão Liên Hoa nha. Ở đây có trung tâm dưỡng lão nữa hả ta. Lớn quá trời lớn luôn mọi người. Để tới ngã ba đường nè, đường này quẹo đi đâu. Mình chạy đường này thử coi mọi người. Bữa hôm qua chạy dọc đường 17 bánh xe rồi. Chạy cán nguyên cái đinh luôn, vừa thay vỏ với thay thay ruột xong. Hôm nay là ngày đầu tiên xuất phát nè. Xuất phát trên cái ruột xe và cái vỏ xe mới. À, cái ruột chứ vỏ phía sau chưa thay, thấy còn nó còn mới quá nên chưa thay luôn. Còn cái vỏ trước với cái ruột qua trước thay rồi, mới thay hôm qua. Cán nguyên cái đinh luôn. Giữa trưa nắng nữa. Trời ơi trong đây khô cằn quá ha mọi người. À. Em định về bữa nữa em gắn cái thùng ngoài sau nè, ngoài sau chiếc xe nè, để đồ đạc đồ, để ốc vít đồ ngoài sau đó mọi người. Rồi để ruột xe đồ, rồi để ống bơm đồ ngoài sau á. Rồi cái mình có đi xa đi vô trong vùng nông thôn đồ, mình cũng lỡ bể bánh xe rồi mình cũng có đồ mình thay, cũng có lý lắm. Thấy nhiều anh chị bình luận là nói em đi xa em nên để như vậy đó. Em suy nghĩ kỹ hôm qua nay rồi, chắc có lẽ em phải đặt cái thùng rồi em gắn ngoài sau chiếc xe hoặc ngoài trước xe nè. Rồi mình để ruột xe, vỏ xe nè, với lúc mà trời mưa á mọi người, mình có thể mình để điện thoại, để máy đồ vô trong chổng tránh mưa đồ được nữa. Nên nó cũng có nhiều điều lợi lắm. Chắc em phải đặt một cái trên mạng để mình ấy quá. Thôi đường này tới đâu đây? Đường Lạc Hòa 3. Vùng này thì anh chị qua bên sông cái là tới Long An rồi mọi người. Vùng này là cận Long An nha. Chút xíu nếu mà có phà đi thì em phải qua Long An chơi chuyến nữa. Tại vì mình thích đi chơi mà. Thời gian bữa nay còn quá trời luôn. Bữa nay dậy sớm. Thường thường em đi quay là cỡ 10 giờ tới 11 giờ trở lên. Bữa nay 7 giờ mấy 8 giờ là xuất hành đi rồi. Đi bữa nay lễ nữa, bà con đi chơi mình thấy mình cũng vui thôi, mình đi chơi luôn. Đường này đi đâu? Chạy thử tới đây thử coi. Em phải ngồi trên xe em đi vậy nè, đi ngắm cảnh chơi vậy nè. Cái cảm giác mình nó vui lắm mọi người. Giống như mình được sống theo cái niềm đam mê của mình đó. Mình vui lắm. Hồi đường xá ở đây rộng rãi đẹp quá ha. Con cái nó giáp với sông bên ngoài á. Thì nó hơi khô cằn chút à. Vùng này chắc bà con không trồng trọt được gì ha. Ruộng quen đồ bỏ hết à. Tại mùa này đâu có nước nôi, nước ngọt không có.
Nếu sau này cái kênh này mà có tiền đó, thì em sẽ quay thường xuyên cho mọi người xem cái kênh này. Tại vì em cũng cũng thích đi đường đó mọi người, thích đi đây đi đó. Sau này nếu mà có điều kiện em sẽ đi chắc đi vòng vòng hết Việt Nam á, đi chơi, mình đi cho biết chỗ này chỗ kia. Nếu mà cái kênh này có tiền á, nó sẽ lo cho mình được cái phí đi tới đi lui á, thì chắc chắn sau này em sẽ đi. Tại giờ cái kênh này giờ còn nhỏ rồi, cũng chưa có tiền. Nói chung cũng có tiền rồi mọi người, nhưng mà cũng không có nhiều á, nên mình không đủ cái phí để mình đi tới đi lui. Đây là trụ sở văn hóa Lạc Hòa. Cái phí đi tới đi lui thì cũng rất là nhiều tiền, mình ăn uống đổ xăng nè, rồi mình cũng phải dự trù trong túi để giống như xe cộ có bị gì mình cũng phải nghỉ ngơi qua đêm. Rồi nói chung mình đi hết Việt Nam á, mình đi hết Việt Nam á thì chi phí rất là nhiều. Trời ơi, đây có tưởng nó vô cái khu nghĩa địa nữa chứ. Ở đây có mấy cái à, ở đây sau cái vùng này ít người ở không mọi người nè, nghĩa địa cũng nhiều. Khu này khu mã không à mọi người, ở trong đây thấy rừng vậy chứ dẹp rừng ra toàn là mã không à. Thì lúc trước em mở cái kênh này ra, em khám phá vòng vòng ở khu vực có 3-4 cái huyện thôi. Em qua Long An được lần hay lần gì đó, rồi qua Cần Giờ được lần hay lần gì đó. Thì sau này nếu mà có điều kiện thì em sẽ ra, em sẽ xuống vòng vòng cái khu mấy tỉnh miền Tây nè, rồi mình ra miền Đông, rồi miền Trung, rồi miền Bắc, rồi mình có thể đi cuối Việt Nam. Đi vậy thì nó vui mọi người. Mấy con đường quanh co trong đây đẹp quá ha. Trời ơi, đây còn ngôi nhà nè. Ơi, để cái bàn thiên trước cửa. Để cái bàn thiên trước cửa, để cái bàn nè, không có tiền làm cái cây cột luôn. Nhà này không biết có ai ở không nữa. Hình như có hay sao. Rồi khu vực xung quanh đây người ta khổ quá ha. Để cái bát hương, để cái bàn lên, không có cây cột luôn. Hai bát hương, một bát để dưới, một bát để trên bàn. Đi mọi người ơi. Bên kia con đường quanh co đi đâu nữa cả mọi người. Đó. Nãy thấy người ta chạy trong chổng chạy ra đó. Trời ơi mấy cái mít. Mít nó bị cháy đen hết rồi. Mà chắc còn ăn được á. Ở đây có xe nước mía luôn đó nè, để bán nước mía mọi người. Dùng thôi quê. Cái vùng này hình như bị nhiễm mặn nặng lắm hay sao, phèn lên quá trời luôn nè. Có cá nữa đó. Trời ơi, rác. Đây, trong kia có ngôi nhà vườn kìa. Ở trong chổng yên tĩnh ha mọi người. Cái vùng bên đây á, là ruộng đồng nè. Còn bên đây á, chạy ra bờ bên đây á, là ra cặp mấy sông. Ở đây có tiệm tạp hóa nữa nè. Trời không thấy mở cửa bán gì ta. Tiệm tạp hóa trong xóm, bán nước bán đồ á. Vùng trong đây tưởng tượng biết làm gì sống nổi hả ta. Trời ơi đất đai nè, em thấy người ta bỏ ráo không ai làm gì á.
đâu đất này đâu sử dụng làm được gì đâu mọi người, bị nhiễm mặn á. Khu vực đây có nước phân lô bán nền thôi, không có làm được gì, bán cho người ta ở mọi người. Đường Lạc Hòa 2, ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông. Ở đây tới ngã ba nè, vô trong xóm. Rồi chạy thẳng đường này thấy kìa. Trời ơi, vòng vòng trong đây người ta ở nhiều quá ha. Khu này giống khu trên Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương rồi, giống vô mấy cái rừng cao su á mọi người. Nè, giống y hệt ha. Thấy tưởng tượng giống trên khu trên đó đó. Ở đây bà con cũng còn nhiều khó khăn quá ha. Nhà cửa nè. Vùng này là cái vùng sâu, vùng xa của Gò Công rồi. Ở trong đây đa số là dân dân lao động mọi người. Dân lao động người ta bữa làm bữa nghỉ á. Có nhiều khi tháng hay tháng người ta cũng không có đi làm nữa, nên nhiều khi người ta không có tiền, nhà cửa người ta khó khăn. Còn như người dân có công việc, công ăn việc làm đều đều thì cuộc sống người ta nó đỡ vất vả hơn. Ở đây có xe 16 chỗ vô tới nơi luôn nè, xe chạy vô tới chỗ luôn ha. Xe 64 Vĩnh Long. Rồi trong đây buồn quá trời ha. Trời ơi, từ đó cho mới vô tới khu vực này mà cảm thấy nó hơi hiu hiu, nó buồn gì đâu. Ở phía trước mấy sông hả ta? Chạy ra ngoài đây coi thử coi. Đây nhà cửa sạch sẽ quá ha, rộng rãi. Nhà vườn nghỉ dưỡng. Cầu Lạc Hòa 2, chiều ngang 3,5 m, chiều dài 18 m. Đúng rồi mọi người, ở đây là mấy sông mọi người ơi. À, quá đẹp chưa. Rồi. Chạy ra đường nào đây. Ở đây, bên đây là mấy sông rồi nè. Sông Dòng Cỏ Đông. Rồi mình chạy hướng này thôi coi. Hướng này thì đi tới cầu Mỹ Lợi. Cầu Mỹ Lợi mình qua cầu Mỹ Lợi thì qua Long An. Còn cái bên sông bản là Long An rồi mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy về cái hướng này. Coi cái khu vực này đường xá như thế nào. Thôi mình có vẻ như mình phải quay lại đi cái hướng này thử coi. Đi hướng này đi đâu mọi người. Đường D này không biết đi xuống tới đâu không biết. Cái hướng này thì đi ra cầu Mỹ Lợi thì em biết rồi. Mình sẽ đi hướng này coi. Ở đây sát cầm mé biển nè, người dân đa số sống như nghề biển á. Ta một là người ta nuôi tôm, hai là người ta nuôi cá, nuôi đồ.
Còn ba thì người ta đi đánh bắt ngoài biển đó mọi người. Đó, nhà cửa nè. Mấy cái đầm này thì người ta bỏ quen nè, không có nuôi gì hết. Không có nước xài đó. Để mấy cái phi vào trước nè, để mấy cái canh nước đó. Mấy cái phi đó đựng nước luôn. Rồi mấy cái canh đó đựng nước để chứa xài đó mọi người. Ở khu vực đây nước cũng không có nữa. Nhà cọc mấy sóc. Mấy chiếc ghe nè. Có cái ụ đi chạy ra ngoài sông Vàm Cỏ. Ở ngoài có đường này đi ra bến nó cũng được hay gì nè. Đó, bên bản công ty ông đồ đó mọi người, bên Long An đó. Như cái đó là bên cảng á. Bên cái khu công nghiệp gì có bên Long An em quên rồi, ngay chỗ phà mấy cầu Mỹ Lợi đi qua cái là tới à. Chợ Bất Tử quên. Đường này ra mấy sông cũng được. Thấy có mấy người ra mấy sông ngắm cảnh. Ở trong đây thì là một cái con sông. À, một cái con kênh nhỏ nhỏ để chứa nước cho bà con canh tác rồi trồng cây ở trong đê. Thì cái đê đa số gần mấy sông mấy đê như thế này đa số là nước nó nhiễm mặn hết rồi. Nó nhiễm mặn một phần nào đó rồi. Ai làm nhà sàn đây để làm gì ta? Ở nhà sàn lót cây nè. Trong đây cũng có nhiều nhà giàu quá, xe hơi đậu nãy giờ chạy thấy là đậu mấy chiếc xe hơi. Tay chiếc đó nè. Biệt thự Thiên Phú. Hồi biệt thự rộng bự dữ rồi ta. Ở trong đây mà xây cái biệt thự ghê luôn á. Đúng là dân nhà giàu thiệt. Đường xá hai bên là những cây... cái dù gió lợp bóng hai bên mát rượi luôn. Cái vùng này em cảm thấy nó sơ sát sao á. Ở ngoài đây đảo nha mọi người, còn như trong đây nè. Thấy cái vùng này nó đất nó không có được màu mỡ á, nên thấy nó sơ sát. Mình cảm nghĩ như cái khu vực này nó rất là khó làm ăn kiếm tiền. Bà con ở nhà cửa nè. Ở bên bản là khu công nghiệp của bên Long An rồi đó mọi người. Cũng ở bên bà Tiền Giang bên đây, bà Long An bên kia, mà bên kia lại phát triển, bên đây lại hiu quạnh, bên đây lại chậm phát triển. Cũng một cái bà, một bà bên kia và bà bên đây.
Đây có mấy cái cầu đi qua nhà dân nè đó. Bển có 4 đồng hồ nhà gì đó. Chất gia đình đó, đất gia đình thì gia đình chia cho con cháu ở, xây cây cầu rồi đi chung gia đình vậy đó. À, anh chị ơi, ở đây có một cái khu nhà bỏ hoang để em chạy vô chọn thử coi. Cái khu nhà này để không biết có người ở trong đây không biết nữa. Khu biệt thự nè. Đó. Khu biệt thự anh chị. Khu biệt thự bỏ hoang ở khu vực này là trời ơi, cắt lên biết bao nhiêu tiền mà nói. Không phần sự miễn vào, nguyên cái kho luôn. Cái này là biệt thự này á, là chắc người ta cắt rồi người ta ở đây rồi cái kho phía sau để quản lý dân công á. Nhưng mà tại sao ở đây lại bỏ hoang không biết nữa. Mình có nên vào không ta? Điên mình cũng hơi ớn ớn chút. Để em lọc mắt kiến là cho sáng sáng chút xíu cho đi cho nó vàng chút coi. Chứ đi tối tối quá cũng ớn nè mọi người. Ở trong đây. Nhìn hơi ớn ớn chút xíu anh chị ơi. Em đi có một mình nè. Trong đây có ai ở trong đây không? Không có người ở. Thấy có bàn thờ ông địa nữa kìa. Trời ơi. Đây dù sơn dù đầu. Ở dù sơn nè. Dù sơn móng tay rồi dài dép của phụ nữ. Đây. Cái này là cái hình như cái quầy hả ta? Nước rửa kiến đồ nữa nè. Lâu rồi không có bóng người ở trong đây. Hình như là chỗ này cơ sở giày dép hay cái gì ta? Có cầu thang đi lên nữa nè. Đó. Hầu như là người ta đi, người ta dọn đi hết rồi, không còn gì trong đây á. Sàn thì sàn gỗ, ta để lại. Có lầu đi lên nữa rồi mọi người. Nên đi qua đây không? Người ta để lại những cái vật dụng điện nè, qua cái đồ dơ cháy nè, người ta để lại. Ơi, chỗ thờ bà nữa nè. Trời ơi, ai để dưới đây? Thờ mẹ. Để lên kèo. Rồi. Trong đây hình như là cái công ty hay cái hãng xưởng gì mọi người. Đây có cái nhà nữa nè. Đi lên lầu. Lầu hình như em thấy có tủ bàn ghế chảnh nè. Mà người ta bỏ quen hết rồi. Có bộ ghế chảnh nè. Ghế đá đó để dành ngồi á. Vô sâu sâu mà mụ trỏng nguyên một cái xưởng lớn luôn mọi người.
ở đây nữa. Vô thử coi. Trời ơi. Ờ, cái xưởng lớn quá trời lớn luôn. Hình như cái này lúc trước là để dành làm cái gì á mọi người. Lâu rồi mà những cái mấy cái máng xối nó mục nó sập xuống rồi, trời mưa á, mục sập xuống rồi. Bên kia thì tối thui và bên đây thì sáng một chút. Ai mở cửa sẵn luôn à. Thôi đi ra đi. Ở đây mà người ta mở một cái xưởng như thế này là để mở để làm gì ta? Trong vùng sâu vùng xa thế này khó làm ăn lắm. Trong đây mở xưởng nè, mới thay hôm qua nè. Đó. Trong đây mở cái xưởng như thế này quá trời bự luôn. Thôi đi tiếp. Lên trên chả âm u quá không dám lên. Cái nhà này người ta cắt kiểu mẫu cũng đẹp lắm. Điện đâu người ta cắt hết rồi. Nhà này em nghĩ là chắc bỏ hoang cũng lâu rồi. Mấy nhà đầu tư em nghĩ là mấy nhà đầu tư về đây người ta làm cái hãng xưởng gì đó, xong người ta làm thua lỗ á, người ta dẹp rồi. Đây cũng có mấy căn nhà giàu quá nè mọi người. Ở nhà biệt thự rồi, xe hơi đậu trước cửa rồi. Dễ thương chưa? Ở vùng quê cũng có đại gia với quê rất là nhiều. Chứ không phải là nhất thiết phải nhà nghèo hết nha. Có nhà giàu, xe hơi, xe đậu đậu. Mà chưa chắc gì người ta dân địa phương đây nó có nhiều khi người ta ở chỗ khác, người ta tới người ta mua người ta ở nữa. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video luôn nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha.